Quân đội Ukraine ngày 15 tháng 8 tuyên bố đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga ở phía đông và phía bắc của quốc gia này. Trong cập nhật được đăng trên Facebook, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga nỗ lực khoét sâu vào Kramatorsk, một trong hai thành phố lớn ở phía đông của tỉnh Donetsk, vẫn đang trong quyền kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, theo thông báo, các lực lượng Nga đã thất bại và rút lui trong trạng thái hỗn loạn để trở về những vị trí trước đó. Cũng trong bài đăng này, quân đội Ukraine khẳng định các lực lượng Nga đã triển khai một cuộc tấn công nhằm vào Bakhmut, thị trấn chiến lược ở vùng Donetsk. Cuộc tấn công này nếu thành công sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga lần lượt chiếm quyền kiểm soát Kramatorsk và Slovyansk, trung tâm hành chính trên thực tế của Ukraine. Tuy nhiên, thông báo khẳng định quân đội Nga đã thất bại. Thông báo còn cho biết quân đội Nga nỗ lực nhưng bất thành trong việc khoan thủng hàng rào phòng ngự Ukraine ở phía bắc vùng Kharkiv vì gặp phải sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Ukraine. Cùng ngày, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố đã ngăn cản một cuộc tấn công phá hoại và khủng bố nhằm vào một ống dẫn dầu ở vùng Gorgoras ở phía bắc của Nga. Theo FSB, cuộc tấn công này được triển khai bởi hai công dân Nga cấu kết với các lực lượng Ukraine. Trong khi đó, đại tá Douglas McGregor, một cố vấn trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội Ukraine đến giờ chưa thể triển khai các đợt phản công hiệu quả và quân đội Nga nhiều khả năng sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển của Ukraine trên Biển Đen. Theo đài RT, ông McGregor còn bác bỏ thông tin nói rằng quân đội Nga đến giờ đã mất khoảng 80.000 quân nhân ở Ukraine. Ông McGregor khẳng định số liệu chính xác hơn có lẽ là khoảng 13 đến 15.000 quân nhân thiệt mạng, thấp hơn nhiều so với 60.000 tới 80.000 quân nhân Ukraine tử trận. Lần gần nhất, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật thương vong là vào cuối tháng 3, khi họ cho biết xung đột Nga-Ukraine khiến 1.351 binh sĩ Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương.